Giá cà phê hôm nay 16 tháng 11 năm 2023. Tại thị trường Việt Nam, giá cà phê Robusta tại cảng Bến Tre 2.350-2.370 đồng trên kg, giảm 50 đồng trên kg so với hôm qua. Giá cà phê Arabica tại thị trường Đà Lạt 41.800-42.000 đồng trên kg, giảm 100 đồng trên kg so với hôm qua. Tại thị trường thế giới, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2023 trên sàn ICE Future Mỹ ở mức 1.76,45 Mỹ cent pound, giảm 1,23% so với hôm qua. Giá cà phê Robusta giao tháng 12 năm 2023 trên sàn ICE Futures Europe ở mức 1.922,5 Mỹ cent pound, giảm 1,03% so với hôm qua. Nguyên nhân giá cà phê giảm. Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ do đồng đô la Mỹ tăng giá. Đồng đô la Mỹ tăng giá khiến cà phê trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà nhập khẩu nắm giữ các loại tiền tệ khác. Ngoài ra, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, dự kiến sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới cũng khiến giá cà phê giảm. Lãi suất tăng sẽ khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ cà phê cao hơn, khiến cà phê trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Dự báo giá cà phê. Các chuyên gia dự báo giá cà phê có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới. Nguyên nhân là do đồng đô la Mỹ vẫn đang tăng giá và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, giá cà phê cũng có thể tăng trở lại nếu có những tin tức bất lợi đối với nguồn cung cà phê, chẳng hạn như thời tiết bất lợi ở các nước sản xuất cà phê lớn hoặc các vấn đề chính trị ở các nước sản xuất cà phê. Với những yếu tố trên, khả năng cao là giá cà phê hôm nay sẽ tiếp tục giảm nhẹ. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng giá cà phê có thể tăng trở lại nếu có những tin tức bất lợi đối với nguồn cung cà phê.